các bạn nè, khối 1, 2, 3 chúng ta thực hiện dần đà cho thật nghiêm túc. Nhớ thế nào? Tại chú ý. Nghiêu. Chờ chờ. Tay cao lên. Rồi, tôi bảo các bạn để hai tay lên chân của mình. Nhìn lên đây, lắng nghe câu sinh hoạt của các bạn hôm nay nha. Bạn nào có chuyện chút xíu cho bắt lên đây nhảy nha. Hiểu không? Để bắt đầu buổi sinh hoạt hôm nay thì cô có một số nhận xét về những cái hoạt động của tuần vừa rồi cũng như là những công việc mà chúng ta cần thực hiện trong những tuần kế tiếp. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Đầu tiên là các bạn về vệ sinh. Việc này thì chúng ta đã nhắc nhở rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta thực hiện vẫn chưa được tốt lắm. Thì các bạn đa số hồi tuần vừa rồi các thầy cô đã kiểm tra, đã đi chấm điểm các lớp của các bạn cuối nha, các dãy cuối. Rồi các bạn bỏ rác vào trong hộp bàn. Những cái ly nước các bạn uống còn dư mà các bạn không có sử dụng được nữa luôn á, cô thấy là cái ly nước nó gần lên meo luôn rồi á, mà các bạn bỏ ở dưới những cái bàn trống phía cuối lớp hoặc là ở trên những cái cửa sổ vào ly nước một số lớp. Thì lớp nào các bạn cô đã nhắc nhở cái lớp đó rồi thì các bạn cố gắng khắc phục để chúng ta thực hiện cho thật là tốt. Tại vì lúc hồi tuần rồi là có một số thầy cô đi sơ lược chấm trước, rồi còn có rất là nhiều thầy cô chấm cho thật đẹp. Với lại ở dưới cái thùng rác á, xung quanh cái thùng rác còn nhiều rác ở bên ngoài. Chúng ta khi chúng ta bỏ rác cho thùng á, nó lỡ văng ra ngoài và là thùng rác đầy, nó văng ra ngoài, chúng ta cố gắng chúng ta lụm vô, lụm rác vô, bỏ vào trong thùng, được chưa? Rồi khi trời chuyển mưa hoặc là gì đó, ở một số các lớp, tất cả các lớp chúng ta cố gắng chúng ta đảm vệ sinh. Thì cô thấy đa số các bạn chúng ta đi vệ sinh đúng quy định. Tuy nhiên vì các bạn đi vệ sinh á, các bạn chưa thực hiện gọi nước thật là tốt, mà các bạn đi vô nhà vệ sinh xong, các bạn đi vệ sinh xong các bạn đi ra luôn. Cố gắng học tập thật tốt, học tập thật giỏi, dành thật nhiều thời gian để các bạn lên cho các thầy cô thực hiện những cái bài các cô dạy ta nha. Chốt cố thứ nhất rồi im lặng để lắng nghe bạn trình bày câu chuyện nha.
Gấp hình đó. Gáp cho đúng. Chọn cái hình với cái chữ. Chọn cái tên cho đúng con. Cái tên cho đúng con quạt. À, cái đó là con gì thì con phải chọn tên tiếng Anh cho giống cái con đó. Đúng chưa? Đúng không? Ờ đúng rồi nè.
hỏi cho nó nói lại đi cho nhận xét đúng sai rồi. Rồi thử xem cái tết ma thử. Thử thử. Xong rồi tết ma qua mưa nha.